rất nhiều những dòng bình giữ nhiệt, nhưng hôm nay em sẽ đưa tới các bác với cái giá thấp nhất từ 60.000 các bác nhé. Bên trong kia là bình USA mà hôm qua em vừa mới về đấy ạ. Còn phía bên dưới này là dòng bình KD, một loại bình cao cấp để cho các bác anh nhà mình đi làm công ty, để đi làm công nhân. Các bác đang muốn mang một bình trà nóng giữ nóng cả buổi và giữ lạnh thì cả ngày luôn. Đấy, có những loại bình còn giữ đá, giữ nóng được tới 3 ngày luôn nha các bác anh nhé. Đấy, cái bình nhỏ này như bạn nhà em đang cầm có 60.000 đồng một cái đấy. Em sẽ mở phía bên trong cho các bác anh xem nhé. Chất liệu của nó là inox. Đấy thì cũng tùy theo, ví dụ như các anh nhà mình mua cái lớn ấy thì giữ đá nó sẽ được lâu. Còn nhỏ như này thì phù hợp với các bác anh nhà mình, ví dụ đi phòng khám này, hoặc là đi làm cán bộ mà mình pha luôn một ấm cà phê từ sáng mình mang đi ấy, thì cực kỳ là tiện luôn. Đấy, và giá của bên em thì sẽ là thấp nhất để đưa tới tận nhà các bác anh nhé. Bình này sẽ có mấy màu thì các bác anh nhìn kìa kìa. Đấy, và bác nào anh nào mà đang quan tâm tới những cái cỡ lớn hơn thì hôm nay đặc biệt là em sẽ có bình xịn và bình đại thường. Thì các bác anh nhà mình đang quan tâm tới mẫu nào, như cái này, đây cầm cái này đi. Đây, cái này là em đưa tới các bác là 0,65 mm. Giá của nó sẽ là 160.000 đồng cho một chiếc. Em miễn phí ship cho các bác xem inox của bên trong cái bình này nhá. Về inox bên trong của cái bình này thì một dòng inox 304 có chặn trà này. Đấy, các anh nhà mình để đá cả buổi sáng cho em cũng không tan hết được. Còn giữ nóng thì chắc chắn là sẽ được từ sáng đến trưa thoải mái đấy. Về cái bình 0,65 này. Đấy, chất liệu inox cực kỳ là ok, sẽ có màu xanh và màu trắng như này nhá. Bây giờ em sẽ qua lại lửa lít cao cấp. Đấy, trong thời gian vừa qua thì em đã được quá nhiều các bác ủng hộ và các bác cũng thấy nó rất lâu rồi không đăng tải. Bởi vì cái này nó theo đợt nó mới về được. Cũng có đợt chờ cả 6 tháng mà không về. Đây là mẫu lửa lít của hãng KD, là loại cao cấp số 1, có lắp để các bác anh nhà mình uống trà, uống cà phê. Em sẽ mở lắp cho các bác anh nhà mình được xem nhá. Màu xanh thì là một cái màu rất hot trend dành cho các bác bộ đội, rất chi là thích luôn. Đây, nhất là các anh nhà mình lái xe đường dài đấy, các anh pha một ấm trà cho vào đây nhá. Cái này giữ nhiệt cực kỳ là tốt bởi vì nó rất chi là dày. Nó rất chi là dày và cái phần inox của nó cao cấp, nó sẽ sáng choang lên như thế này luôn nhá. Cái này lửa lít nó đang là 230.000 một cái, em miễn phí ship. Có màu trắng và có màu xanh. Em sẽ đổi sang cái 1 lít nhá. 1 lít của dòng này luôn. Thì hiện tại về dòng này nó đang có 3 loại, một loại 1 lít, một loại 1 lít rưỡi. Đấy, đây cái này là 1 lít này. Đấy, em sẽ mở cho các bác anh nhà mình xem nhá. Tất cả thì bên trong của nó đều như vậy thôi. Cái cao của nó rất chi là dày. Và với cái inox đấy là cái lắp giữ nhiệt nhá, cái lắp giữ nhiệt. Còn đây là cái chặn trà bên trong này. Cái này là cái loại xịn, mở ra cái mùi của nó rất chi là thơm luôn các bác anh ạ, rất chi là thơm. Đấy, vậy inox của nó phải bóng như này nhá. Đấy, và cái 1 lít rưỡi thì mình cũng cầm lên cho các bác xem thôi chứ không mở nữa đây. 1 lít rưỡi phía trong này. Đấy, 1 lít rưỡi đây. Đấy các bác anh nhá, đây là 1 lít đây vẫn là 1 lít rưỡi phía trong kìa. Đúng rồi, đấy, 1 lít rưỡi đây. Cái 1 lít là 250, còn cái 1 lít rưỡi này là 280. Có đều có màu trắng và màu xanh. Bây giờ em sẽ sang mẫu khác nhé. Đấy, trong thời gian vừa rồi thì một cái mẫu bình mà làm mưa làm gió mà được các bác, có những bác mua một lần rồi lại bảo tôi mua cho bạn tôi bởi vì nó chất lượng quá. Đấy, nó sẽ có 1 lít 3. Em sẽ lấy một cái lít 3 để mở cho các bác anh nhà mình được xem. Đây là bình công nghệ USA và loại này sẽ là loại xịn nhá. Nó sẽ có hai loại đấy. Như các bác nhìn cái inox lắp của nó kìa. Loại bóng đẹp và lắp giữ nhiệt của nó sẽ là lắp bật nút để rót nước ra nhá. Đấy, mình sẽ bật nút để rót nước ra. Phần lắp giữ nhiệt để mở bên trong cho các bác xem. Và inox của nó sẽ là inox 316. 316 thượng hạng luôn. Bên trong này sẽ có một cái lọc trà pha cà phê. Riêng cái dòng bình này từ lớn tới nhỏ thì đều có một cái phin pha trà pha cà phê như này nhá. Rất chỉ là tiện ích. Cái này các bác mở đôi ra được đấy. Cái này mình mở đôi ra được mà. Nhưng mà thôi, em không mở đấy nhá. Đấy, mình đóng ra đi. Đấy, cái này sẽ đây là 1 lít 3 này. Đấy, bên trong cái là 1 lít 7 này. 2 lít và 3 lít 2 là cỡ đại nhất nhá. Em sẽ cầm cái 3 lít 2 cho các bác anh nhà mình được xem. Mình để luôn lên đấy. 3 lít 2 màu xanh. Cái bộ bình hôm nay thì nó sẽ có, em báo giá luôn, vừa lấy là 1 lít 7 thì nó đang là 345. Xin lỗi nhá, 1 lít 3 là 345, 1 lít 7 là 308, 2 lít 410 và 3 lít 2. Nhất là các bác anh nhà mình ở trong gia đình này, có cụ già, có em nhỏ mà mình đang cần một chiếc bình thủy để bảo đảm cho gia đình mà không đổ vỡ trào nước sôi ra ngoài. Đấy, nó rất chi tiện ích và tất cả dòng bình này nó đều có chống sốc và có cái ấy của nó đâu, rơi bên trong. Nó đều có chống sốc và có thanh ngang nhé. Tẹo em sẽ hướng dẫn các bác để ngang bình như này này. Những cái dòng bình này nó có thanh chắn ngang. Đây là loại bình rất chi là đắt tiền luôn. Các bác đợi xem cái mẫu bình này nhá. Đây, xem chưa? Đấy, nó sẽ lắp như vậy nhá. Có lắp pha trà pha cà phê. Đấy, cái này là cỡ to, là cỡ 3 lít 2 rồi đấy ạ. 3 lít 2 thì hiện tại đang là 570.000. Em miễn phí ship bình công nghệ USA nhé. Có chống sốc, có thanh ngang. Đấy, lắp giữ nhiệt này. Và sẽ có một cái, nó có cái hút ẩm mình quên mình cho vào này. Đấy,
cái lắp cao của nó khá là to. Nếu như các bác anh nhà mình mà đi công trình ấy, thì cái lắp cao này các bác có thể pha một gói mì tôm này, nó đầm tay, nó lặng tay lắm nhé. Đấy, các bác anh nhà mình cầm vào mới biết là nó chất như nào. Đấy. Và với dòng bình này thì hôm nay em sẽ nhận gửi và ship trên toàn đất nước Việt Nam. Nhất là bác nào, anh nào mà đang muốn mua làm quà tặng ấy. Có những bác thì làm quà tặng bố, tặng mẹ. Có những bác thì hội nghị tặng tập đoàn thể đấy. Thì em cũng đã đưa tới rất là nhiều cái 3D2 này là 570 nha các bác anh nhé. Còn mà cỡ lớn nữa của dòng KD màu đen kia, mình sẽ lấy luôn để cho các bác anh nhà mình được xem. Đấy. Đây là cỡ lớn này các bác anh này. Cỡ này là 3.6L đấy, mình để thấp cho các bác anh nhà mình nhé. 3.6L đây. Cái này thì các bác anh nhà mình quên không nói về cái độ giữ đá đấy, các bác anh để đá 3 ngày cho em. Còn giữ nóng thì cả ngày thoải mái cho em nhé. Giữ đá 3 ngày, để nóng 3 ngày. Đấy, cái này thì cái nút của nó sẽ khác, nó sẽ có lắp phụ nhá. Cái này cái cao của nó lớn lắm các bác anh ạ. Đấy, đi công trình nhá, pha cháo, pha mì tôm các kiểu luôn. Y lốc đẹp. Em sẽ mở cho các bác anh xem. Đấy. Các anh nhìn đây là lắp giữ nhiệt này. Cái dòng này thì nó không có màng pha trà, pha cà phê đâu nhá. Dòng này y lốc phun miệng đẹp như thế này luôn, chất như này luôn. Đấy, và giá của nó thì đang là 550.000 đồng cho một chiếc. Có thanh ngang để ngang hết nhá. Đây là cái thanh ngang của nó này. Tất cả những dòng bình cao cấp này đều có thanh ngang. Các anh khi để trong nhà hoặc mang đi công trình thì để ngang cho em nhé. Đừng để rơi đổ nhiều, nó có thể ảnh hưởng đến cái giữ nhiệt. Đấy, các anh thấy xịn không? Cực kỳ là xịn. Em miễn phí ship tới tận nhà, nhận hàng, kiểm tra hàng, trước khi trả tiền. Đấy, và tiếp tới cái mẫu bình cao cấp là mẫu bình 1 lít 2, 1 lít rưỡi và 2 lít của dòng bình giữ nhiệt hầm hố hình quả đạn. Đấy, cái này thì em đã thật em đưa lên 100 bát chai thì 100 bác đều ưa thích luôn. Bởi vì đây nó là một cái bình vừa chất lượng vừa đẹp. Nó sẽ là Elox 316 toàn bộ nhé. Dòng này là Elox 316 đây. Cái dòng công nghệ USA đây cũng là 316. Còn Elox từ loại KD này nó sẽ là 314. Nó toàn Elox tốt thôi. Đây, mở một cái to cho các bác anh nhà mình được xem. Cái này thì hiện tại em đang có 2 lít, 1 lít rưỡi và 1 lít 2. Với cái đây, cái này nó sẽ có 2 lắp đây nha các bác anh nhé. Sẽ có 2 lắp. Có một cái lắp này và có thêm một cái lắp giữ nhiệt ở đây các bác anh ạ. Đấy. Cái này cực kỳ là xịn, Elox của nó Elox full luôn. Cái này các bác nhìn nó đã hầm hố rồi, nó đã rất chi là đẹp rồi. 2 lít này. Đấy, các bác thấy không? 2 lít giữ đá cho em 3 ngày nhé. Nếu cứ tép bằng đá cục để 3 ngày thoải mái cho em. Đấy, còn lữ nóng rồi cả ngày cho em. Đấy, cái này thì nó là 2 lít thì giá của nó đang là 450.000 một chiếc. Còn về 1 lít rưỡi này thì nó đang là 350. Còn 1 lít 2 nó đang là 330 trên một chiếc, có cả màu xanh, có cả màu trắng. Mình sẽ để ngang cho các bác nhìn nhé. Đấy, để ngang đúng ở chỗ cũ này. Đấy, để ngang như thế là không đúng rồi. Để ngang nó phải có đúng cái thanh ngang của nó, mình để bên dưới cùng. Đấy, như vậy nhá. Đấy, cực kỳ là xịn luôn. Đấy, còn về cái dòng bình này thì em chi tiết một chút về cái bình thể thao đây. Bình thể thao này thì đã 1 năm rồi, hàng mới có. Nếu bác nào mua các bác biết. Cái này thì em đã gửi cho các bác sĩ trong bệnh viện để ủ cháo qua đêm đấy. Cho gạo vào hôm sau nó sẽ thành cháo luôn cho các bác anh nhé. Loại này phải cực kỳ là chất, Elox 304 đấy các bác anh nhìn này. Cái này 1 lít rưỡi thôi, nó đang là 350.000 một cái. Em miễn phí ship nhé. Rồi, ok, sẽ có màu trắng và màu xanh. Lắp của nó sẽ là lắp ấn. Tất cả các anh mà mình xem được video này, mình sẽ chụp ảnh màn hình và gửi qua Zalo cho em nhé. Số điện thoại để em ghim ngay trên góc màn hình. Và kênh này của em là kênh chính chuyên về bình giữ nhiệt cao cấp số 1 luôn. Đấy, và em có cái mẫu KD này này, cho các bác xem về cái mẫu KD này. KD hiện tại em đang có 2 lít và 2 lít rưỡi. Đây ạ. Cái này thì sẽ có cả màu xanh và màu trắng nhé. Cái này đang là 320, 2 lít các anh ạ. Cái này của nó thì năm ngoái nó làm mưa làm gió rồi. Bởi các bác mua quá nhiều, năm nay các bác vẫn có hỏi nhà em vẫn cứ có hàng nhé. Đấy, lắp giữ nhiệt này. Elox 304, cực kỳ là chất, cái này là 320. Còn nếu như các bác mua 2 lít rưỡi thì nó là 350 nhé. Đây, 2 lít rưỡi có cả màu trắng này các bác anh này. Đấy, và video này thì nhà em sẽ tổng quan bên trong kia là những cái mẫu bình to mình xách qua lên để cho các bác nhìn qua một cái. Để cho các bác anh nhà mình xem về những cái mẫu bình bên trong 10 lít, 8 lít, 6 lít bên trong kia là những dòng bình ủ trà trong gia đình. Đấy, bác nào mà đang có công có việc hoặc là nhà mùa hè này đang có một, mình chỉ cầm mình dơ lên thôi. Mình chỉ cầm mình dơ lên thôi. Đấy, mình chỉ cầm mình dơ lên thôi nhá. Đây ạ. Đây, các bác anh nhìn này, 6 lít này, dơ từng cái lên 8 lít này. Đấy, 8 lít này. 10 lít này. 10 lít. Đấy, và 12 lít. Cái mẫu bình này thì Elox 304 và giá của nó rất chi là thấp nhá. Đấy. Bác nào anh nào mà cần cái bình đấy ủ đá 2 ngày thoải mái cho em, ủ nóng, và các bác anh nhà mình mà đi vào quán xá ấy, mà uống nước ăn sáng xong ấy, thì đây là cái dòng bình mà em đang cung cấp cho cả đất nước Việt Nam luôn nhé. Đấy, bác nào anh nào mà đang quan tâm tới dòng bình này, nhớ liên hệ trực tiếp cho em tới đầu số điện thoại em để trên màn hình.
Và đừng quên nhấn đăng ký kênh của em nhé. Đăng ký kênh để em sẽ gửi tới các bác rất nhiều cái sản phẩm hay đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.